Vâng, xin chào tất cả các thầy cô. Hôm nay em sẽ cùng với mọi người đi học cái module 7 nhé. Module 9, module 6 rồi. Bây giờ chúng ta tiến hành học module 7. Thì các thầy cô cũng đăng nhập vào bình thường. Chọn khối. Mục quản lý. Rồi nhấn đăng ký. Sau đó xong thì chúng ta sẽ tiến hành đi học. Rồi, ở trong này thì cũng giống như các module trước, cũng gồm các phần. Thì những cái phần học này mình sẽ để cái đáp án ở phía dưới á, thì mà mọi người sẽ vào đó lấy về và dùng. Kính thưa các thầy, các cô. Rồi, mọi người kiểu vừa kéo thế này mà để ý vô này nè, khi nào nó hiện lên 100 là được nhé. Đây này, để ý cái số chỗ này nè. Kính thưa các thầy. Nhấp vào. Cầm cái này mọi người kéo. Kính thưa các thầy cô. Rồi đây là tôi xin giới thiệu câu trả lời của hoạt động 1. Tìm hiểu à, câu hỏi. Bây giờ câu trả lời thì mọi người có thể vào xem câu trả lời của những học viên khác này. Xong rồi mình thứ nhất có thể tải về. Khái niệm trường học an toàn phòng chống bạo lực học đường. Rồi mọi người có thể sử dụng cái câu này để tải lên. Phòng chống bạo lực học đường. Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng trường học an toàn và phòng chống bạo lực học đường. Yêu cầu cần đạt thứ hai, chỉ ra được mối quan hệ giữa xây dựng trường học an toàn và phòng chống bạo lực học đường. Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng trường học an toàn và phòng chống bạo lực học đường. Các tiêu chí xây dựng trường học an toàn. Thứ nhất, trường học được phòng tránh nguy cơ ngã. Thứ hai, thân thể, tinh thần, các mối quan hệ xã hội. Hành vi bạo Kính thưa các thầy cô, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung của hoạt động 1. Kính thưa các trường học an toàn. Rồi, hoàn thành rồi. Hoạt động thứ hai. Kính thưa các thầy cô giáo, trong quá trình xây dựng tài liệu module 7, xây dựng trường học. Kính thưa các thầy cô giáo, trong quá trình xây dựng tài liệu module 7, xây dựng trường học an toàn và phòng chống bạo lực học đường ở trong nhà trường, Trường Đại học Sư phạm Đại học Huế. Xin kính chào quý thầy. Xin kính chào quý thầy cô. Xin kính chào quý thầy.
Kết hợp với kinh nghiệm thực tế, tổ chức Plan International Việt Nam xây dựng bộ phim này nhằm hình ảnh hóa các bước thực hiện trường học an toàn trong phòng chống thiên tai. Thực hiện trường học an toàn gồm 5 bước liên. Xin lỗi bạn Tân ạ. Kính thưa theo dõi cuộc trò chuyện của chúng.
và Truyền thông ban hành và có hiệu lực vào ngày 17 tháng 6 năm 2021 để quý thầy cô tham khảo. Tuổi học sinh dẫn đến tử vong và di chứng tàn tật suốt đời cho trẻ. Này như sau. Ở cái phần bài tập của khóa thì khi mọi người mở vào đó thì mình bỏ cái phần câu hỏi đây nè. Đó, mọi người nhìn đây. Ví dụ đây là thể chất tinh thần nè. Rồi tiếp theo xây dựng kỷ luật hạnh phúc. Xây dựng kỷ luật hạnh phúc rồi. Tiếp theo xây dựng kỷ luật hạnh phúc. Rồi tai nạn thương tích. Rồi tiếp theo. Đảm bảo. Rồi thống kê. Đúng. Đảm bảo. Thống kê. Đúng. Đây nè. Tăng cường, nắm rõ, tổ chức, cán bộ quản lý, tăng cường, nắm rõ, tăng cường, nắm rõ, tổ chức, cán bộ quản lý. Tham gia vận động đề xuất. Tham gia vận động đề xuất. Tham vấn não bộ kỹ năng. Tham vấn não bộ kỹ năng. Bạo lực trẻ tò mò bất cứ người nào. Bạo lực môi trường mạng. Trẻ tò mò
bất cứ người nào. Hành vi dấu hiệu sao nhãn bảo đảm. Hành vi dấu hiệu bảo đảm định hướng, đánh giá thực trạng. Bảo đảm định hướng, đánh giá thực trạng. Gắn cho bạn khác giới, bảo đảm môi trường. Chuẩn bị công khai thường xuyên thực hiện. Công khai thường xuyên thực hiện. Tích hợp, nâng cao. Tất cả đáp án. Tích hợp, nâng cao. Tất cả đáp án. Nhận thức, xây dựng kế hoạch, xác định và quản lý. Nhận thức, xây dựng kế hoạch, xây dựng kế hoạch. Kết quả tự học. Những cái tổ chức và đào xác định quản lý mục tiêu, xác định quản lý mục tiêu, tự đánh giá. Tất cả phương án đều đúng. Cha mẹ, người dân, cộng đồng. Rồi, ok. Thì phần thi này đã xong. Đây là bài tập cuối khóa. Bài tập cuối khóa ở module 7. Rồi, mọi người nhấn vào nộp. Đây, mọi người nhấn vào đây xong rồi chọn vào cái module đó xong chọn ok. Đây, mình tải hai lần rồi mình xóa đi bớt cái nha. Xong rồi mọi người nhấn nộp, nhấn kết thúc. Ok. Đây, là cái phần này của mình đã hoàn thành rồi. Đó, bây giờ mọi người xem lại thử cái chỗ nào mà nó chưa chuyển hết sang màu vàng thì mọi người mở cái video xem lại nha.